Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thư giãn cuối tuần. Và chuyên mục của chúng ta là chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay. Và phương châm của chuyên mục đó là luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ dù đúng hay sai. Và trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều đơn thư được câu hỏi được gửi về với chương trình. Và chúng tôi với một đội hỗ trợ khó quá, tôi gửi ảnh. Chị gửi thấy thế nào? Khó. Xin mời giáo sư. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với phần dẫn mở đầu chương trình của giáo sư Cù Trọng Xoay. Và bây giờ chúng ta cùng hỏi cảm nghĩ. Giáo sư thấy khó đúng không ạ? Tôi khó. Dạ vâng. Cũng phải chia sẻ luôn với giáo sư là với những gì mà chúng ta vừa thử ấy, thì tôi nghĩ rằng là giáo sư cũng nên có một cái công trình nghiên cứu. Tôi nghiên cứu rồi. Thì chúng tôi đã có công trình số 556. Vâng ạ. Và về vấn đề MC mới có đưa đề. Vâng. Đó là mối quan hệ biện chứng giữa nghề nuôi chim học nói và nghề MC. Và nó có mấy cái kết luận mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải lưu tâm. Dạ vâng ạ. Đấy, thứ nhất chúng ta cần phải hiểu nghề MC ra đời từ đâu. Dạ vâng, cái này quan trọng lắm đấy. Đấy, cái gốc gác mà. Vâng ạ. Thì cái chữ MC ấy là viết tắt của một từ tiếng Anh là Master of Ceremony. Dạ. Tức là dịch ra tiếng Việt chúng ta dịch nôm thì gọi là chủ lễ đấy. Dạ vâng. Đấy, đâm ra là loài người, khi phát hiện loài người, phát triển loài người, thì lúc nào bắt đầu có lễ là lúc đó là phải có MC. Đấy, từ cái thời xa xưa cầu mưa cầu nắng đuổi ma đuổi ta đấy là dạ, kiểu vâng. gì chẳng có lễ đúng không? Đã cần có MC rồi. Đúng rồi. Thì chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi tổng hợp được rằng nghề MC ấy cần một số yếu tố quan trọng sau. Vâng. Một, không nói ngọng. À. Sí mà lại nói ngọng thì tôi nói với anh là đúng rất rồi. Là khó đúng không ạ? Não ninh nệ neo lên đầu mà nấy nữa nê nó không được. Tại vì MC là chủ lễ. Vâng. Mà chủ lễ lại còn khấn ngọng thì chết. Dạ, đây vâng. đúng không? Thứ hai nữa là phải có một cái vốn kiến thức sâu rộng. Dạ vâng. Tại vì là anh phải hiểu rất nhiều vấn đề. Giống như giáo sư. Vâng, đúng. Dạ, vâng. Thứ ba nữa là phải có một ngoại hình đẹp. Đấy, như là anh ấy. À, dạ vâng. Đấy là ngoại hình đẹp. Dạ, vâng. Thứ tư đó là khả năng ứng biến là phải tốt. Dạ vâng. Đấy, thì thứ năm nữa là phải có cơ hội. Có cơ hội. Vâng. Thực ra là những điều mà giáo sư vừa nói là giáo sư có đủ rồi. Vâng. Và bây giờ cơ hội cũng có, mời giáo sư lại một lần nữa. Tôi không thích cái nghề này lắm. Tôi làm nghiên cứu khoa học tôi thích hơn. À, tại vì khoa học hay lắm anh ạ. Dạ vâng. Tại vì anh biết khoa học là viết tắt là của mấy thứ sau. Dạ vâng. Thôi, xin cảm ơn giáo sư. Thực ra là chúng ta có rất nhiều những vấn đề cần bàn. Vâng. Đúng ạ. Dù sao cũng xin cảm ơn giáo sư về chia sẻ về cái nghề của